Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs, xin hãy nhấn nút subscribe hay là nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Laden nhé. Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới. Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, chủ đề của video ngày hôm nay 15 tháng 9 năm 2021 sẽ là tại sao gia đình tôi nhận ít tiền food stamp hơn gia đình khác, trong khi số người của cả hai gia đình đều giống như nhau. Có cách nào để ước tính được số tiền food stamps hàng tháng gia đình tôi sẽ nhận được là bao nhiêu hay không? Có cách nào xin tăng tiền food stamp thêm hay không? Quý vị thân mến, chương trình food stamps hay còn được gọi là chương trình SNAP là chương trình hỗ trợ mua thực phẩm từ chính phủ giúp cho những gia đình có thu nhập thấp. Mỗi một năm, yêu cầu về thu nhập của chương trình food stamp sẽ thay đổi, cùng với số tiền tối đa mà một gia đình có thể nhận được từ chương trình food stamp cũng thay đổi tùy theo số người trong gia đình đó. Thí dụ, trong năm tài chính 2021, một gia đình có hai người sẽ nhận được tối đa là $430 mỗi tháng tiền food stamp. Số tiền này bao gồm 15% gia tăng tối đa cho chương trình food stamp đến cuối tháng 9 năm 2021. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, một gia đình có hai người sẽ nhận được tối đa là $459 mỗi tháng tiền food stamp và tối thiểu sẽ là $20 mỗi tháng. Tức là nếu gia đình của quý vị chỉ có hai người và quý vị đủ điều kiện để được nhận chương trình SNAP, thì quý vị có thể được nhận từ $20 đến $459 mỗi tháng. Và số tiền này sẽ dao động tùy theo từng trường hợp của mỗi gia đình. Vậy tại sao cũng là một gia đình có hai người, nhưng sao gia đình kia thì nhận được $459, gia đình nọ nhận $300, nhưng gia đình tôi chỉ nhận có $20 một tháng mà thôi? Và có cách nào để tôi xin tăng thêm tiền food stamp cho gia đình tôi hay không? Quý vị thân mến, chương trình food stamp có một công thức tính để có thể biết số tiền của mỗi gia đình nhận được mỗi tháng là bao nhiêu. Công thức đó chủ yếu dựa vào hai yếu tố. Một là số tiền tối đa của chương trình SNAP có thể cung cấp cho gia đình đó căn cứ theo tổng số người trong gia đình. Cho phép Laden xin được lưu ý với quý vị, khi Laden dùng chữ một gia đình, có nghĩa là tổng số người cùng chuẩn bị bữa ăn chung với nhau, chứ không phải là tổng số người sống trong cùng một địa chỉ. Bởi vì cùng một địa chỉ vẫn có thể có nhiều gia đình chung sống. Yếu tố thứ hai ảnh hưởng tới tiền food stamp của gia đình quý vị là thu nhập đã trừ tất cả các khoản chi tiêu, hay còn gọi là net income. Vậy nếu gia đình của quý vị nhận ít tiền food stamp hơn gia đình khác, trong khi gia đình đó cũng có cùng số người như gia đình của quý vị, có thể là do những nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất, gia đình của quý vị có thu nhập cao hơn. Nguyên nhân thứ hai, gia đình của quý vị có những khoản chi tiêu ít hơn gia đình khác, khiến cho net income của gia đình quý vị cao hơn. Thí dụ, cả hai gia đình đều có gross income, tức là thu nhập chưa trừ thuế, là $2,000 mỗi tháng. Sau khi trừ đi các khoản chi tiêu, thí dụ tiền điện, tiền nước, tiền chợ, net income của gia đình quý vị là $1,000, trong khi gia đình kia, net income của họ chỉ là $600 mà thôi. Khi quyết định số tiền SNAP mỗi gia đình nhận được là bao nhiêu, gia đình nào có net income thấp hơn sẽ nhận được nhiều tiền SNAP mỗi tháng hơn. Nói một cách đơn giản và dễ nhớ là net income càng thấp thì tiền food stamp mỗi tháng càng cao. Thí dụ, trong một gia đình có một người mẹ và một người con còn nhỏ, còn đi học. Người mẹ đi làm có thu nhập thấp. Tổng thu nhập của người mẹ mỗi tháng chỉ là $800. Khi được phỏng vấn cho chương trình SNAP, người phỏng vấn sẽ hỏi các khoản chi tiêu hàng tháng của gia đình này. Và sau khi trừ tất cả những chi phí mà gia đình này cần phải chi tiêu mỗi tháng, net income của hai mẹ con là $0, tức là không có thu nhập nào cả. Khi dựa vào bản tính tiền food stamp của năm tài chính 2022, nếu quý vị đang sinh sống tại một trong 48 tiểu bang của nước Mỹ và tại Washington DC, một gia đình hai người có thể nhận được tối đa $459 mỗi tháng. Trong ví dụ này,
gia đình của hai mẹ con sau khi trừ các khoản chi phí, thu nhập còn lại của hai mẹ con là $0. Do đó, gia đình này sẽ nhận được tiền food stamp hàng tháng ở mức tối đa là $459. Ví dụ thứ hai, cũng là một gia đình có hai người, nhưng gia đình này sau khi trừ tất cả những khoản chi phí, thì net income của gia đình này còn lại là $200 một tháng. Bởi vì có net income là $200 mỗi tháng, nên gia đình này sẽ không nhận được tối đa số tiền SNAP là $459 một tháng, mà họ chỉ nhận được $399 một tháng mà thôi. Điều này chứng tỏ số tiền net income rất quan trọng trong việc nhận được bao nhiêu tiền SNAP mỗi tháng của quý vị. Nếu quý vị có net income càng thấp, thì số tiền SNAP của quý vị nhận hàng tháng càng cao. Dựa theo công thức tính tiền food stamps hàng tháng, sau khi cho net income vào công thức tính, quý vị có thể ước tính được số tiền food stamps quý vị nhận mỗi tháng là bao nhiêu. Sau đây, Lê Đinh sẽ chia sẻ với quý vị công thức tính tiền SNAP. Muốn tính tiền SNAP, quý vị cần làm 2 bước. Bước 1, quý vị lấy net income của gia đình mình nhân với 0.3. Đây là net income được tính theo công thức của chương trình food stamps, chứ không phải là net income trong giấy tờ khai thuế của quý vị hàng năm. Trong những video tiếp theo, nếu có thể, Lê Đinh sẽ chia sẻ với quý vị cách căn bản để tính net income theo công thức của SNAP. Trở lại công thức tính tiền SNAP hàng tháng của quý vị. Bước đầu tiên, quý vị sẽ lấy net income nhân với 30%. Để dễ hơn, quý vị hãy lấy net income nhân với 0.3. Như ví dụ ở trên màn hình, một gia đình có 4 người, có net income mỗi tháng là $1,110.50. Quý vị hãy lấy 1110.5 nhân với 0.3 để có kết quả là 333.15. Sau đó, quý vị hãy làm tròn số này lên là $334. Bước 2, quý vị hãy lấy số tiền tối đa một gia đình có thể nhận được theo chương trình food stamps của năm đó, căn cứ vào số người của gia đình họ, trừ đi kết quả mà quý vị vừa có ở bước 1. Chẳng hạn như trong ví dụ này là một gia đình có 4 người đang tính tiền food stamp của năm 2021, thì chúng ta sẽ lấy số tiền tối đa của một gia đình 4 người được nhận từ chương trình food stamp của năm 2021, đó là $782, trừ cho kết quả ở bước 1, tức là trừ đi $334, để có được số tiền còn lại là $448. Kết quả mà quý vị vừa có sẽ là số tiền mà quý vị có thể được nhận theo chương trình food stamp mỗi tháng. Đây cũng chỉ là số tiền ước tính, chứ không phải là con số chính xác, bởi vì khi quý vị báo cáo hàng năm với nhân viên của sở food stamp, người nhân viên này sẽ điền chi tiết những chi tiêu và thu nhập của quý vị hàng tháng, rồi cho vào hệ thống computer để tính. Lúc đó số tiền sẽ chính xác hơn. Quý vị thân mến, vậy có cách nào để xin tăng thêm tiền food stamp hay không? Thật sự, nếu để xin tăng thêm tiền food stamp thì có lẽ là không được, bởi vì tiền food stamp được tính dựa vào thu nhập và các chi phí mà quý vị cần chi tiêu trong gia đình hàng tháng. Tuy không xin tăng thêm tiền food stamp được, nhưng nếu quý vị thấy tiền food stamp của gia đình quý vị quá thấp so với những gia đình có cùng số người giống như quý vị, thì quý vị hãy xem lại những khoản chi tiêu mà quý vị báo cáo với văn phòng food stamp có đầy đủ hay chưa, có bị sót những chi tiêu nào hay không. Bởi vì như Lê Đinh đã trình bày ở phần trước của video, nếu như net income của quý vị giảm thấp, thì tiền food stamp của quý vị sẽ được tăng lên. Vì vậy, nếu quý vị muốn tăng tiền food stamp, quý vị phải giảm thiểu tối đa net income. Mà muốn giảm thiểu tối đa net income, quý vị phải báo cáo đầy đủ những chi tiêu của gia đình quý vị cho nhân viên của văn phòng food stamps khi họ phỏng vấn quý vị hoặc khi quý vị nộp đơn xin food stamps. Nhiều quý vị không biết sự quan trọng của việc này, cho nên chỉ báo qua loa khi người nhân viên phỏng vấn quý vị hoặc khi quý vị nộp đơn qua online. Hoặc có khi việc này không phải lỗi của quý vị, mà là do sự bất đồng về ngôn ngữ, ngay cả khi văn phòng food stamp đã cung cấp thông dịch viên cho quý vị. Nhưng việc quý vị hiểu lầm câu hỏi của người nhân viên hoặc người nhân viên hiểu lầm câu trả lời của quý vị xảy ra rất thường xuyên, khiến cho văn phòng food stamp
không thu thập hết được tất cả những chi tiêu của gia đình quý vị. Lê Đinh nhớ có một bài báo đăng rằng có hai vợ chồng người cao niên chỉ nhận được 16 đô la mỗi tháng từ chương trình Food Stamp. 16 đô la là số tiền tối thiểu của chương trình Food Stamp trong những năm về trước cho một gia đình có hai người. Sau khi tìm hiểu thì họ mới phát hiện rằng hai vị này đã vô tình không báo số tiền mà họ đã mua thuốc hàng tháng, bởi vì họ nghĩ rằng số tiền này không được khấu trừ vào chi tiêu khi tính tiền Food Stamps. Trong khi đúng ra, nếu quý vị cần phải trả tiền thuốc hoặc tiền đi bác sĩ hơn 35 đô la mỗi tháng, quý vị sẽ được khấu trừ trong tiền thu nhập của quý vị hàng tháng. Điều này sẽ giúp cho tiền Food Stamps hàng tháng của quý vị được tăng lên. Nói tóm lại, tuy quý vị không thể xin tăng tiền Food Stamps, nhưng quý vị có thể làm cho tiền Food Stamps của gia đình quý vị được tăng lên một cách tối đa nếu như quý vị khai báo đầy đủ và chi tiết các chi tiêu hàng tháng của gia đình quý vị. Quý vị thân mến, và đó là những gì mà Lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị và cũng xin được cảm ơn quý vị luôn dành thời gian theo dõi các video của Lê Đinh. Nếu quý vị có những câu hỏi hay thắc mắc gì, xin quý vị cứ để lại ở phần bình luận nhé. Lê Đinh sẽ giúp quý vị giải đáp các thắc mắc đó trong phạm vi hiểu biết của Lê Đinh. Trong thời gian sắp tới, Lê Đinh sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thêm nhiều video hữu ích khác với nhiều đề tài khác nhau. Cho nên, nếu như đây là lần đầu tiên quý vị đến với Lê Đinh Vlogs USA, xin quý vị hãy nhấn nút subscribe và nhấn nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Lê Đinh có video mới. Và quý vị chỉ cần nhấn nút subscribe và nút chuông một lần duy nhất mà thôi. Lê Đinh xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Trước khi tạm chia tay, Lê Đinh xin chúc quý vị và gia đình lúc nào cũng luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.